Rồi, thì thầy sẽ ghi video lại, thầy đăng lên là thầy gửi link lớp sau. Lát nữa bạn nào lớp trưởng hay gì đó add qua Zalo của thầy, thầy gửi cái link là thầy xem. Ai mà coi nó không có ổn định thì mình chờ coi cái video. Rồi, thì bữa nay mình đi tiếp cái phần mà cái điều kiện làm việc song song của các máy phát đồng bộ, điều kiện hòa đồng bộ. Hôm trước mình đang nói là cái máy phát một đang làm việc ha, đang làm việc với tải. Bây giờ mình muốn kết nối thêm cái máy phát số 2 vào, thì mình phải điều chỉnh làm sao cho dạng sóng dòng điện của cái máy 2 nó phải dòng phù hợp so với cái máy 1, với cái lưới, với dòng điện đang có sẵn trên lưới này. Thì mình điều chỉnh làm sao máy 2 cái dạng sóng ra phù hợp với máy 1 thì mình mới kết nối được. Thì để đảm bảo một số cái vấn đề, thứ nhất là dạng sóng đó, cái thời điểm mà ghép đồng bộ dạng sóng nó giống phù hợp nhau thì nó phải giống nhau về, thứ nhất là điện áp này, thứ hai là về tần số, thứ ba là cái góc lệch pha, cái thứ tự pha và cái góc lệch pha, và đảm bảo hết mấy điều kiện đó thì hai dạng sóng, hai cái máy F1 và F2 nó giống phù hợp nhau như thế này, cả hai cái thì dạng sóng phải giống hợp nhau thì mới ghép được, ghép trong bộ được. Nếu không đảm bảo điều kiện hai cái dạng sóng này nó khác nhau, có thể là khác tần số, khác điện áp hoặc là lệch pha nhau, thì khi mà đóng vào thì nó sẽ gây ra các cái gọi là các cái xung, giống như nhấn mạnh nha, dòng điện xung và các cái mô men điện từ lớn, nó sẽ làm phá hủy các cái máy phát. Thì hôm trước mình nói bốn cái điều kiện, thứ nhất là điện áp hai máy phải bằng nhau, hoặc là cái máy hai điện áp nó phải bằng điện áp lưới thì mình mới ghép vô lưới được. Rồi, tần số hai máy phải bằng nhau, thứ tự pha phải giống nhau, có nghĩa là thứ tự pha này A này, B, C này. Dưới này cũng là thứ tự pha là A, B, C. Này là thứ tự thuận ha. Còn nếu thứ tự nghịch nó sẽ là gì? A, C, B. Nếu một cái mà A, B, C còn cái thứ tự là A, C, B thì cũng không được. Tiếp tục. Không đạt. Và cùng thứ tự pha. Và thứ ba là cùng góc lệch pha, điện áp. Thì điện áp hai cái nó phải cùng pha như thế này. Ví dụ cái UA1 nó phải nó đạt tới đỉnh. A1, UA đang đạt đỉnh. À, UB, UC đang năm nửa cái chu kỳ trước bên kia, thì bên này F2 cũng phải đi hợp như vậy, đó là cùng pha. Rồi, ví dụ này, hình này là hai cái điện áp nó khác tần số nhau, cái này U1 thì tần số nó nhỏ ha, cái bước sóng nó lớn, bước sóng chu kỳ sóng T T lớn ha, còn cái F2 thì tần số nó lớn, cái chu kỳ nó nhỏ lại, tần số nó lớn hơn. Thì hai cái máy này ghép chung sẽ không được ha, hậu quả là nó sẽ có cái dòng không cân bằng chạy trong hai máy, nó sẽ làm nóng cái máy phát hơn, có thể là phá hủy nếu cái số chênh lệch nhiều ha, gây phá hủy cái máy. Thứ hai là cái hai điện áp nó phải cùng pha, dụ như cái điện áp UA như A như thế, nhưng mà UA của cái máy hai đó lệch đi không cùng pha thì không ghép chung được ha. Cũng giống như vậy nó sẽ sinh ra cái dòng không cân thì cách để điều chỉnh các cái thông số này để cho sao cho cái hai cái máy nó cùng nhau, thì trước tiên mình sẽ điều chỉnh điện áp trước. Muốn điều chỉnh điện áp của máy phát, ví dụ nha, cái máy một mình đang phát ra điện áp 220, bây giờ cái máy hai chạy mình phát điện lên, bây giờ mình sẽ đo trước cái điện áp nhỏ ra của máy hai, thì nếu mình đo mà ví dụ nó lớn hơn 220 V thì lúc này mình phải giảm cái kích từ của cái máy hai xuống để sao cho cái điện áp nó xuống 220. Ngược lại nếu mà cái điện áp máy hai nó thấp hơn 220 thì lúc này mình phải tăng cái kích từ để nó tăng cái điện áp 22 khác hơn. Đó là cái thứ nhất là việc điều chỉnh điện áp bằng cách thay đổi kích từ. Các bạn Duy giơ tay, Duy nói đi. Lên anh Duy, thầy thấy bạn Duy giơ tay gì đó. Em nói thử đi, Duy nói được sao gì giờ tay mà không nghe nói vậy, đây là Thanh Duy, Thanh Duy đâu rồi, không giơ tay cũng im re luôn thì sao, tắt giơ tay của mình đi. Nếu mà em có cái ý kiến gì thì cứ bấm giơ tay rồi bật mic lên nói nha, cái đứa chat thì thầy không có thấy được đâu.
Hồi nãy nãy giờ mấy em nghe cái rõ không? Có bị giật giật nữa không? Đỡ thôi. Đỡ thôi đúng không? Tại à, vì còn giam mạng. Thì cái bước đầu tiên là mình sẽ điều chỉnh điện áp đó. Mình thay đổi cách từ của máy bát. Điện áp mà máy mà thấp thì mình tăng cách từ lên. Điện áp mà cao thì hạ cách từ xuống. Rồi, cái thứ hai mình sẽ điều chỉnh tần số. Tần số thì mình sẽ điều chỉnh thông qua là mình thay đổi cái tốc độ quay của cái động cơ kéo máy phát, động cơ sơ cấp kéo máy phát. Ví dụ nếu mà nhà máy nhiệt điện thì mình thay đổi cái dầu đưa vào máy, cái nhiên liệu đưa vào cái bồn đốt á, thay đổi cái tốc độ quay của cái máy phát. Hoặc là thủy điện thì mình thay đổi cái lưu lượng nước qua sẽ giúp thay đổi cái tốc độ quay của cái tua bin. Thì cái tốc độ quay thay đổi thì cái tần số của máy phát ra sẽ thay đổi. Nhớ cái tần số là gì? Nó phụ thuộc vào N thì bằng 60 nhân F chia B, thì F nó sẽ là N nhân 60 chia cho B, nhân B chia 60 nhé. Thì đó là mình điều chỉnh điện áp và tần số. Hồi nãy cái điều kiện ghép đồng bộ là thứ nhất là điện áp bằng nhau, thì mình sẽ thay đổi bằng cách thay đổi cái từ cho cái máy hai bằng cái máy một. Rồi tần số thì mình sẽ thay đổi cái tốc độ quay của máy phát hai cho nó bằng tần số máy phát một. Thì sau khi đạt được hai điều kiện này, chỉnh hai cái này trước ha, đạt rồi thì gần gần đạt thì lúc đó mình sẽ bắt đầu chỉnh cái thứ tự pha để cho hai máy nó trùng pha nhau, thì lúc đó mình sẽ ghép chung được. Thì cái chỗ mà điều chỉnh thứ tự pha này thì nó gọi là các cái phương pháp hòa đồng bộ, các phương pháp hòa đồng bộ. Em có thể ghi cái mục số 3 vô đó, nên ghi lại nha em, vỡ ra ghi lại, ghi chép lại. Cái này là bắt đầu bài mới này, cái bài hôm trước là mình tới đây rồi, nãy thì nhắc lại đó. Thì cái phương pháp hòa đồng bộ là mục đích là nó sẽ chỉnh cho hai cái máy phát nó cùng pha nhau. Khi hòa đồng bộ các phương pháp này nó giúp điều chỉnh cái pha của máy phát để nó cùng pha nhau để mình ghép vô. Thì nó có thứ nhất là cái phương pháp gọi là hòa đồng bộ chính xác. Cái thứ hai là hòa tự đồng bộ. Thì cái kiểu tự đồng bộ nó chỉ dùng đối với cái máy phát công suất nhỏ thôi. Còn đối với các cái máy công suất lớn thì mình phải hòa đồng bộ chính xác. Hòa đồng bộ chính xác cho các hệ thống công suất lớn à. Rồi, thì các cái máy phát hòa chính xác thì nó sẽ phân nhiều kiểu à, thì nó có hai kiểu chính là kiểu kiểu ánh sáng đèn, nó dùng các cái đèn báo để nó báo pha, mình biết cái độ lệch pha để mình điều chỉnh điều chỉnh cái góc lệch pha giữa hai máy để mình ghép vào một. Rồi cái thứ hai là dùng cái gọi là kiểu dùng cái kiểu điện từ, kiểu này thì nó dùng cái đồng hồ đo lệch pha để nó đồng bộ giữa hai máy. Rồi thì cái kiểu ánh sáng đèn thì nó lại có hai kiểu là kiểu đèn tối và kiểu đèn quay. Lát nữa mình sẽ đi rõ từng từng loại. Em ghi cái sơ đồ này vô để mình biết được là các cái phương pháp nào. Này là những cái phương pháp chính à, thường được sử dụng. Ghi vẽ cái sơ đồ này vô nha. Vẽ vô trước đi. 2 phút vẽ vô rồi mình tiếp. Để xong giao em, xong mình tiếp nha. Rồi, mình sẽ đi vào từng cái phương pháp. À, đầu tiên là cái phương pháp hòa đồng bộ kiểu ánh sáng đèn, à, kiểu đèn tối. Kiểu ánh sáng đèn là những cái mục 3.1 là kiểu ánh sáng đèn thôi. Rồi trong đó nó mục 3.1 nhỏ, 3.1.1.1 là kiểu đèn tối. Thì cái sơ đồ để hòa đồng bộ nó giống như này. Ở đây là cái máy phát G1, là cái máy nó đang kết nối sẵn vào cái hệ thống. Cái G1 là đang nối với tải này. Em thấy cái máy G1 này đóng sẵn ra. Cái connector của bên G1 này đang đóng sẵn điện. Điện máy 1 hiện tại đang phát lên trên cho cái tải này. Máy 1 đang chạy sẵn rồi, phát điện lên cái tải. Cái vôn kế này là đang đo điện áp dây. Đo điện áp dây của cái hệ thống. Vôn dây này thấy nó ra giữa hai dây.
Cái máy G2 này là cái máy mình đang chuẩn bị hòa vào lưới, chuẩn bị hòa máy hai rồi. Thì cái máy hai này mình sẽ cho nó chạy trước khi họ đóng cái ba cái connector, trước khi đóng ba cái khóa này. Thì cái máy hai mình sẽ điều chỉnh, thứ nhất là điều chỉnh điện áp bằng cách thay đổi cách từ cho nó bằng điện áp máy một. Mình sẽ đo dựa trên cái vôn kế này, vôn kế này là vôn kế V1 này là nó sẽ đo điện áp của cái máy một này. Thì cái vôn kế V2 đo điện áp của máy 2, thì trước tiên mình sẽ chỉnh điện áp cho cái máy 2, nó chỉnh cái từ cho máy 2 nó phát điện áp V2 chỗ này, ta chỗ này nó bằng V1 bên này. Đó là điều kiện thứ nhất, điện áp bằng nhau ha. Rồi sau khi điện áp nó bằng nhau rồi, mình sẽ điều chỉnh cái tần số máy 2. Máy 2 tần số máy 2 thì cái nếu mình có đồng hồ đo tần số thì mình sẽ điều chỉnh được cái tần số máy 2 bằng với tần số máy 1. Còn mình nói chung là chưa cần chính xác đâu, tần số nó gần gần thôi. Cái tiếp theo là mình có ba cái bóng đèn mà nối chỗ này. Em quan sát ba bóng đèn L1, L2, L3. L1 là bóng đèn số 1 ha. L2 là bóng đèn số 2, L3 là bóng đèn số 3. Thì L1 nó sẽ nối giữa cái điểm trên điểm dưới này. Lưu ý là cái đèn L1 này là cái đèn báo. Đèn báo này thì nó không có dẫn dòng điện. Cái dòng điện đó nó đi qua cái đèn này giống như dạng đèn, cái đèn báo, đèn cái đèn này thì dòng nó rất nhỏ, giống như đèn của cái cửa điện nha em. Cái đèn này thì dòng cái trở kháng của đèn rất lớn, nên dòng từ cái máy hai nó chưa có chạy lên trên tải, nó chưa có đóng dòng điện lên tải, nó chỉ có cái dòng rất nhỏ chạy qua để sáng cái đèn thôi, chứ không phải là cái bóng đèn như đèn dây tóc bình thường nha. Đèn dây tóc bình thường nối chỗ này là nó dẫn dòng từ máy hai dẫn lên trên lưới luôn là được ha. Này chỉ có cái dòng cái đèn điện báo thôi, cái đèn này điện báo thôi. Thì cái đèn này nó nối giữa cái hai cái đầu của cái contactor này, nối từ bên dây dây pha của G2, nó nối lên trên dây pha của G1. Thì tương ứng ba pha thì nó có ba cái đèn thôi, L1, L2, L3 nối thẳng lên ha, đèn 1, đèn 2, đèn 3 nối thẳng lên. Em quan sát kỹ cái hình nha, có thể vẽ lại cũng được, vẽ lại cái hình hay chụp hình gì đó ha. Thì ba bóng đèn này nó sẽ là cái đèn báo giúp mình điều khiển, để giúp mình hòa đồng bộ. Thì khi nào mà ba bóng đèn này tối lại, khi ba bóng đèn này tối lại ha, ba bóng đèn này tắt hết tối lại, thì có nghĩa là điện áp chỗ điểm này với điểm này bằng nhau này, đúng không? Nếu mà điện thế trên đèn bằng không á thì đèn nó tối lại, đúng không? Thì khi nào mà điện thế ở trên lưới này, cái chân phía trên của đèn đang nối trên lưới ha, hoặc là đang nối qua cái máy G1 này. Lưới là cái máy G1 đang phát lên đó. Thì cái chân ở phía trên nó đang nối lên lưới, cái chân dưới thì nó đang nối vô cái máy phát hai. Thì khi nào điện thế điện điện áp của máy phát hai nó bằng với điện áp trên lưới, có nghĩa là cùng pha luôn á, hai điện điện thế điện thế hai điểm nó bằng nhau, thì có nghĩa là u trên cái đèn mình không chịu điện thế trên đèn mình không, thì lúc cái đèn tắt có nghĩa là điện thế hai bên này bằng nhau, thì mình có thể đóng cái công tắc nguyên lý đơn giản là đèn tối có nghĩa là đèn nó tắt, nghĩa điện thế hai điểm này bằng nhau, thì mình đóng cái cầu dao này được, đóng cái tiếp điểm này cho nó hòa đồng bộ lên. Rồi, thì đó là cái nguyên lý. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết. Đầu tiên là máy G1 đang làm việc, máy G2 cần kép vào máy G1. Cái hình như hồi nãy thôi, cái bản cái hình hồi nãy, máy một đang chạy sang, máy hai cần kép vô. Thì ba cái đèn 1, 2, 3 được nối tương ứng với hai đầu cầu dao. Cầu dao hay contactor hay chuyện được ha, thì nó đóng điện được chỗ này. Hai các ba bóng đèn nối tương vào này. Thì đầu tiên mình sẽ chỉnh cái tốc độ máy phát G2 gần bằng G1. G2 mình sẽ chỉnh tốc độ gần bằng G1 ha. Gần bằng thôi chứ chưa chưa bằng được ha. Gần bằng thôi. Có thể là nó G2 nó nhanh hơn cái G2 bằng số nó lớn hơn G1 chẳng hạn, hoặc nhỏ hơn G1 một xíu đó. Trên là nó vài vòng trên vài vòng trên dây tần số vài hẹn ha, lệch nhau vài hẹn. Thì lúc này mình sẽ thấy là điều chỉnh cái từ để cái điện áp hai máy bằng nhau, điện áp thì phải bằng nhau nha, nhìn hai cái đồng hồ này bằng nhau, đồng hồ vôn kế một vôn kế hai, điện thế hai cái vôn kế này nó chỉ u bằng nhau á, hai cái số thị hiển thị hai cái vôn kế nó chỉ bằng nhau là được, chỉnh cái từ. Còn chỉnh tốc độ máy phát thì cho hai cái tần số nó gần gần có thể dùng cái máy đo tần số để mình đo. Thì đối với cái cách mắc đèn như thế này,
cách mạch đèn tương ứng mỗi pha L1 sẽ có đèn 1, pha L2 có đèn 2, pha L3 có đèn 3, nối thẳng trực tiếp từ giữa hai cái đầu của cái cầu dao này. Thì mấy em nhìn cái điện thế trên đèn đây ha. Cái hình vector này là cái sơ đồ vector điện áp đặt lên trên đèn. Mỗi cái bóng đèn là cái hình tròn có chữ X ở trong ở giữa này, là bóng đèn ha, đèn 1 này, đèn 2, đèn 3 này, ba bóng đèn. Rồi, thì cái đèn 1 điện thế đặt điện áp đặt lên trên đèn 1 là gì? U ở hai đầu của đèn 1, cái đèn 1 nó hai đầu nó nối với hai vector ha. Vector UA1 và vector UA2. Quay ngược lại slide trước nha. UA1 là gì? UA1 là điện thế của cái đầu bên này của đèn này. UA2 điện thế đầu đèn. UA1 là cái đầu đèn đang nối về phía cái máy thấp 1. Nối lên lên lưới này. UA2 là điện thế của cái đầu đèn mà đang nối vào cái máy phát 2. Thì mình thấy là điện thế giữa hai đầu đèn chính là chênh lệch hiệu điện thế giữa hai đầu đèn chính là hiệu điện thế giữa chênh lệch giữa máy 1 với máy 2. Giữa máy 1 này và máy 2 này. Cái đèn đang nối giữa hai đầu đó là hai điện thế của hai cái máy khác. Yeah. Thì cái vector mấy em tưởng tượng ba cái pha thì nó có mỗi vector, mỗi pha nó có một cái vector điện của mỗi cái máy khác ha. UA1, UA2 là của cái pha A của máy 1 và máy 2. Pha A ha. Và UB1, UB2 là của pha B. Pha B đây. UA1, UA2. U1 là trên, U2 là dưới nha. Rồi. Máy 3, cái đèn số 3 thì nó sẽ gắn vào hai đầu của pha C, UC1 và UC2. Đây. Pha L3 đây ha, gắn vào C1 của máy 1, C2 là của máy 2. Thì mấy em tưởng tượng là hai cái vector này này, vector UA1, UB1, UC1 là cái vector điện áp của cái máy thấp 1. Thì mấy em tưởng tượng nó đang quay, tại vì cái máy phát mình, cái máy phát mình đó là điện xoay chiều ha, hình sim. Thì các cái vector điện áp này là nó cũng là vector quay ha, nó quay, quay theo. Ví dụ như là tần số điện là 50 hertz ha, tưởng tượng. Mình có thể tưởng tượng là trong một giây cái này cái vector quay nó quay 50 lần đi. 50 vòng. UA2 cũng vậy. UA2 thì cái máy phát 2 nó cũng ba cái vector điện áp của nó đây. Bây giờ mình tưởng tượng là hai cái máy phát 1 và 2 nó khác tần số với nhau. Hai máy khác tần số nha. Hai máy khác tần số. Đấy, G1 khác tần số máy G2. Thì hiện tượng mình sẽ thấy là gì? Đèn nó sẽ nhấp nháy. Tại sao nhấp nháy? Mình coi lại cái hình ha. Khi mà tần số hai cái khác nhau có nghĩa là gì? Cái U1 giả sử cái máy phát 1 nó tần số nó đang lớn hơn máy phát 2 thì lúc này cái vector UA1, UB1, UC1 nó sẽ quay với tốc độ nhanh hơn so với tốc độ của cái UA2, UB2, UC2. Cái vector đen này, ba vector đen nó sẽ quay nhanh hơn ba vector xanh. Thì khi nó quay nhanh hơn thì càng lúc cái khoảng cách này nó sẽ càng lớn đấy. Khoảng cách này càng lớn đúng không? Hiện tại là nó đang khoảng cách đang nhỏ này, nhưng mà nếu cái U1 nó nhanh hơn, cái tần số của máy 1 nhanh hơn thì lúc này cái UA1 càng lúc nó càng đi xa so với UA2 thì cái đèn lúc này nó sẽ càng sáng càng lên. Nhưng mà em tưởng tượng khi là nó đi nhanh đủ sau khoảng thời gian thì nó sẽ đuổi kịp, có nghĩa là nó vượt, nó đang ở trước nhưng mà nó đi hết vòng á. Cái U1 nó chạy nhanh hơn U2 thì nó sẽ chạy hết cái vòng này trước và sau đó nó quay lại nó giáp lại với cái U2 này. Thì cái khi nó quay lại giáp lại dòng thì lúc này hai vector nó trùng nhau, nó chạy một cái nhanh cái chậm thì sẽ có lúc nó quay lại nó gặp nhau. Khi nó trùng nhau thì lúc này cái đèn này nó sẽ tắt đi, tại vì hai điện thế nó bằng nhau, UA1 bằng UA2, cái đèn nó tắt. Thì khi có sự chênh lệch tần số thì mình sẽ thấy là gì? Đèn nó sẽ sáng xong nó tắt, có giai đoạn nó tắt ha, tắt tí rồi nó sáng lên lại, tắt sáng lên rồi xong lại tắt. Thì đó là khi hai máy phát nó khác tần số nhau thì đèn nó sẽ nhấp nháy lúc sáng lúc tắt, lúc sáng lúc tắt. Đèn nó sáng khi hai vector này lệch nhau, đèn nó tắt khi nào cái vector này nó quay giáp vòng về nó gặp lại vector này, hai cái trùng nhau, hai vector U1 U2 trùng nhau thì đèn nó tắt. Được, chỗ này thì giải thích mấy em có hiểu không? Nếu không hiểu thì cứ bấm giơ tay lên thì nói lại. Thì đó là cái thứ nhất về tần số mình sẽ kiểm tra được khi nào hai máy cái tần số nó bằng nhau thì mình sẽ thấy là khi mà hai máy mà cái tần số nó chênh lệch nhau nhiều á thì mình sẽ thấy cái chu kỳ chớp nháy của đèn nó rất là nhanh. Mấy em tưởng tượng nếu mà tốc độ hai cái này nó khác nhau
nhau nhiều á thì nó quay, nó cứ dắt dòng nhau liên tục, gặp nhau liên tục à. Mỗi lần nó gặp nhau hai cái cơ nó trùng nhau thì đèn nó tắt, rồi sau đó để nó vượt qua thì đèn nó lại sáng trở lại. Thì đèn mà nhấp nháy càng nhanh thì hai cái máy phát U1 U2 này nó tần số nó trên lên càng nhiều. Còn khi nào mình thấy đèn nó sáng lên rồi xong nó lâu lâu chậm chậm tắt, chậm chậm rồi sáng lên, cái tốc độ mà chớp nháy đèn là chậm, có nghĩa là hai cái máy này tần số nó gần bằng nhau rồi. Lâu lâu nó mới dán một vòng thì đèn nó mới tắt một lần ha. Thì cái tốc độ mà chớp đèn mà nó chậm có nghĩa là hai máy tần số nó gần bằng nhau. Còn nếu mà tốc độ chớp nó nhanh có nghĩa là hai máy nó đang trên lệch tần số nhiều quá thì mình sẽ điều chỉnh cái máy tắt hai cho nó làm sao cho cái tần số chớp nháy nó chậm nhất có thể. Mình sẽ giảm cho cái độ chớp nháy nó chậm nhất có thể. Thì lúc này hai cái tần số nó sẽ gần bằng nhau. Đây, ở đây người ta giải thích là nếu thứ tự pha của G2 giống thứ tự pha G1 thì ba đèn sẽ cùng sáng hay cùng tối, cùng sáng hay cùng tối. Rồi khi điện áp máy 2 không trùng với máy 1 thì các đèn nó sẽ sáng. Lúc nãy mình nói ha, khi mà hai cái vectơ này không trùng nhau thì đèn nó sáng, nó tách trên là điện áp. Khi nào các cái đèn tối, khi nào các cái máy phát hai trùng với phát một thì đèn nó tối. Đây là không trùng thì đèn nó sáng nha, hiện tượng các đèn nó sáng. Đây hai cái đồ thị này, máy 2 và máy 1 nó đang chưa trùng nhau thì đèn nó sẽ sáng ha. Rồi khi máy 1 máy 2 cùng tần số bằng tần số nha, bằng số và trùng pha thì lúc này đèn nó sẽ tối. Đèn sẽ tối à. Tại vì nếu mà cùng tần số và cùng pha thì lúc này là hai cái vector này trùng nhau này. Còn khi mà tần số nó khác nhau thì cái hai vector sẽ có một cái nó chạy nhanh hơn thì nó cứ vượt qua trước rồi xong nó quay lại nó gặp chạm đạo nó trùng nhau thì nó tắt đèn ha, sau đó nó vượt lên trước nó lại sáng đèn lên lại, đèn chớp sáng chớp tắt là tần số khác nhau. Còn khi nào mà nó cùng pha nhau thì lúc này một là nó cùng sáng hết, tốc độ nó bằng nhau, tần số bằng nhau thì một là cùng sáng hết, hai là nó cùng tắt. Cùng tắt thì có nghĩa là nó trùng pha nhau luôn và nó quay đều với nhau luôn ha. U1 và U2 là cùng tần số là cùng góc pha, có nghĩa là quay bằng tốc độ nhau luôn, trùng với nhau thì lúc này cái đèn nó sẽ tắt. Rồi thì cái chỗ này mình muốn hòa đồng bộ thì nói tới chỗ hòa đồng bộ thì mình sẽ chỉnh cho tần số làm sao cho cái đèn nó chớp, tốc độ chớp tắt của cái đèn này nó càng chậm càng tốt. Nghĩa là cái chu kỳ mà chớp tắt nó lâu lên, cứ ví dụ nó quay cái chu kỳ mà cái thời gian mà hai cái nó giáp dòng nó lâu, đèn nó chớp tắt chậm 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 thì lúc này mình sẽ canh canh cái thời điểm mà khi mà đèn nó vừa tắt ha, thì mình có thể đóng cái cầu dao, đóng cái cầu dao này, đóng cầu dao chỗ cái máy hai này. Thì khi mình đóng cầu dao vô lúc đèn nó tắt, đóng cầu dao vô cái thì lúc này cái hai máy nó sẽ được nối chung và nó sẽ đồng bộ với nhau. Còn lúc mà đèn đang sáng có nghĩa là hai cái này điện áp đang lệch pha nhau, mình không được đóng cầu dao, phải canh cái thời điểm mà hai cái điện áp vector điện áp nó cùng pha nhau mình mới đóng cầu dao. Rồi, thì đó là cái phương pháp gọi là phương pháp kiểu ánh sáng đèn tối á, hoặc là bộ kiểu ánh sáng đèn, nhưng mà khi đèn tối thì mình để đóng cầu dao. Tại vì khi đèn tối thì hai vector điện áp hai máy nó trùng pha nhau, được không? Hai máy điện áp vector điện áp trùng pha nhau thì lúc đó mình sẽ hòa đồng bộ nó, mình đóng cái cầu dao để hòa hai cái máy này. Thì đó là cái kiểu ánh sáng đèn tối á. Các bạn nào có thắc mắc về cái phương pháp hòa đồng bộ kiểu đèn tối nào không hiểu thì nói thêm nữa này nhé. Còn nếu không hỏi giờ thì coi như là đã. Đó là cái cách thứ nhất. Đèn báo là khi ba cái đèn này nó tắt, ba đèn này nó tối lại ha, có nghĩa là điện áp cùng pha nhau. Tần số thì mình trước đó mình phải chỉnh cho nó gần bằng nhau rồi ha, gần gần bằng nhau để cái đèn nó chớp, tốc độ chớp nó chậm. À, thì khi mà nó cùng pha nhau được, có nghĩa là đèn nó tắt luôn, cái đèn nó tắt mắt liền thì có nghĩa là hai cái điện áp nó cùng pha. Thì mình sẽ đóng cái cầu dao để cái máy G2 nó đóng vào cái G1 chung ha, hòa đồng bộ với máy G1. Rồi, cái kiểu đó là cái kiểu đóng khi đèn là tối ha. Đèn tối có nghĩa là cùng pha thì
tổng điện trước đó mình phải chỉnh tần số và điện áp rồi á, để điện áp và tần số rồi thì mình mới lúc đèn nó tối mình mới đóng được. Còn nếu mà tần số với điện áp khác nhau thì cái đèn nó sẽ không tối á, hoặc là nếu tần số khác nhau thì đèn nó sẽ nháy liên tục, mình không thể can thiệp, mình phải chỉnh cho nó gần bằng nhau để cái tốc độ chớp tắt của đèn nó chậm lại, nếu mà mình phải canh cái thời điểm mình đóng đóng cái cầu điện. Đó là cái kiểu đèn tối. Tiếp theo mình qua cái kiểu thứ hai, kiểu đèn quay. Thật ra đèn quay thực ra là đèn nó sáng xoay vòng á, chứ không phải nó quay, cái đèn nó quay đâu, cái đèn nó sẽ sáng xoay vòng nhau. À, cái đèn một sáng nữa, đèn hai sáng nữa, đèn ba sáng, xoay vòng nhau. Thì cái kiểu này thì cách đấu nó sẽ hơi khác một tí. Cái về cái sơ đồ máy khác thì như cũ, chỉ có cách đấu đèn nó khác thôi. À, mình quan sát cái cách đấu đèn ha. Cái đèn L1 nó sẽ đấu từ cái pha A này. Đèn L1 đầu trên nó đấu với pha A của cái tháp 1. L1 nối vào UA1 ha. L2 cái đầu dưới của đèn L1 nó sẽ nối vào UC1C2. Rồi. Cái đầu trên của đèn 2 thì nó sẽ nối vào UB1 ha. Cái B1, AB của cái máy tháp 1. Đầu dưới thì nó nối vào UB2 ha. Đầu B của máy tháp 2. Rồi, cái đèn 3 thì nó ngược lại với đèn 1. Đầu 3 đầu trên thì cái L3 đầu trên nó sẽ nối với cái UC1. Đầu dưới này nó nối với đầu trên nối với UC3 chứ. UC1 này đó nha. Đầu trên của đèn L3 nối với UC1, chữ C của máy tháp 1. Còn đầu dưới này nó nối với UA2, chữ A của máy tháp 2 ấy. Thì mấy em thấy là nó đổi chéo giữa hai dây thôi. Từ cái máy L, cái đèn L1 nó đấu giữa pha A mấy 1 với pha C mấy 2. L3 thì nó đấu giữa pha C mấy 1 với pha A mấy 2. Còn cái đèn 2 thì nó đấu cùng pha B của hai máy luôn. Đèn 2 thì ở giữa như cũ. Rồi, thì khi đấu kiểu này thì cái vector đây, thì cách đấu này ba đèn 1, 2, 3 nối không tương ứng, có nghĩa là hai đầu của cái cầu giao A1 với C2, B1 B2 và C1 A2. C mấy 1 nối A mấy 2 nhé, A mấy 1 nối C mấy 2. Cái đèn nó nối giữa hai cái điểm. Còn pha B thì như cũ hơn. Thì lúc này cái vector điện áp nó sẽ như thế này. Vẫn là cái đồ thị hai vector UA1, UA2, UB1, UB2 và UC1, UC2 giống như vậy. À, nhưng ở đây cái đèn số 1, đèn số 1 này, đèn số 1 này ha, đèn số 1 nó sẽ nối giữa vector điện áp UA1 và UC2. Điện áp của pha A của mấy 1 với pha C mấy 2 này. Đèn 2 thì vẫn là nối pha B bình thường á, đèn 2 vẫn ở pha B giống như này. Đèn số 3 nó nối giữa UA2 và UC1. Đây là cái dẫn đồ vector để mình biết là khi nào đèn sáng, khi nào đèn tắt. Thì ở trên hình này thì hiện tại thì ba đèn đều sáng hết. Rồi bây giờ mấy em tưởng tượng cái ba cái vector này nó quay ha. Ba vector màu đen nó quay, ba vector màu xanh nó cũng quay. Một cái quay nhanh, một cái quay chậm. Thì mình sẽ thấy hiện tượng gì? Nếu N2 lớn hơn N1, có nghĩa là máy phát 2 nó quay nhanh hơn máy phát 1. Tưởng tượng nha, máy phát 2 quay nhanh hơn máy phát 1 thì có nghĩa là cái vector UE2 màu xanh này nó sẽ chạy nhanh hơn cái UE1 này. UC2 chạy nhanh hơn UC1, UB2 chạy nhanh hơn UE1, có nghĩa là tốc độ ba cái vector màu xanh nó sẽ nhanh hơn ba vector màu đen đi. Rồi thì mình sẽ quan sát là mình thấy gì, khi tốc độ cái hai nhanh hơn máy 1 thì mình sẽ thấy cái đèn nào tắt trước. Sơ đồ này mình sẽ thấy đèn nào tắt trước. À, cái vector xanh nha nó chạy nhanh hơn vector đen. À, thì mình sẽ thấy là gì? Cái đèn hai tắt trước này đúng không? Đầu tiên đèn hai tắt trước đang nhìn theo vector theo cái đồ thị này luôn, đèn hai sẽ tắt trước. À, rồi đèn hai tắt xong rồi tới lượt cái đèn nào tắt nữa, cái hai cái vector xanh nhanh hơn cái đèn nha, thì đèn hai UB2 nó nhanh hơn thì cái chỗ này nó sẽ khép lại sớm nhất này, UB2 nó sẽ giáp với UB1 sớm nhất. À, đầu tiên đèn hai nó thì là cái gì ha, đầu tiên là cái hai hai nó sẽ tắt trước, đèn hai tắt trước ha. Rồi sau đó tới cái đèn nào chỗ này. À, mình coi là cái vector xanh là nó đi nhanh lên, thì mấy em thấy cái UA2 này
nó đi một cái quãng đường như thế này nó mới tới được cái UC, C1. Còn cái UA1 này đi cái quãng đường này, quãng đường này, đây, quãng đường này, UA1 mà cái UC2 chứ, UC2 nó chạy nhanh hơn UA1 thì nó chạy cái quãng đường vòng nó như thế này, chạy từ đây qua đây. Được. Còn cái UA2 nó chạy qua đây, đây nó chạy cái quãng này để nó giáp dòng thì nó tách được cái đèn. Thì mình thấy là trong hai trường hợp này thì cái thằng UA2 nó sẽ giáp dòng với cái UC1 trước à. Rồi. Còn cái UC2 nó giáp dòng qua cái UA1 rất là lâu. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ thấy thứ tự là gì? Viết cái thứ tự ra. Cái thằng UA2 này nó sẽ giáp dòng trước ha. Vậy thì cái đèn 2 xong rồi tới đèn 3. Đúng không? Đèn 2 xong tới đèn 3 nó sẽ tách. Đèn tắt nha, mình đang xét cái nào tắt à. Rồi sau đó mới tới cái đèn đèn một nó sẽ tắt à. Có nghĩa là 2 tới 3 1. Rồi xong nó lại quay lại 2 à. Rồi xong nó lại quay lại 3 à. Rồi xong nó lại quay lại 1 à. Cứ theo thứ tự vậy nó quay à. Thì mình sẽ thấy là thứ tự đèn á, mình sẽ thấy lần lượt là gì. Nếu mình xét trong cái chu kỳ nó mình thấy là gì? 1 sáng rồi tới 2 sáng tới 3 sáng. Đèn 1 sáng tới đèn 2 sáng rồi tới đèn 3 sáng. Thì đó là khi cái máy 2 đang quay nhanh hơn máy 1. Mình sẽ thấy cái thứ tự là đèn sáng là 1 2 3 ha. Em tưởng tượng phải tưởng tượng cái vector nó quay nha. Đây trên cái này có ghi ha. Nếu G2, NG2 có nghĩa tốc độ máy phát G2 lớn hơn tốc độ máy phát G1 thì ánh sáng quay. À 1 2 3 có nghĩa là gì? Cái thứ tự đèn à, đèn 1 sẽ tắt tới đèn 2 tắt tới đèn 3 tắt. Trong lúc hai cái đèn 1 tắt thì hai đèn kia sáng à, thứ tư tự là 1 2 3. Được. Nó gọi là ánh sáng quay là khi cái đèn nó theo thứ tự như vậy. 1 tắt xong rồi nó sáng lên, tới 2 tắt sáng lên, tới 3 tắt sáng lên. 1 2 3. Rồi, ngược lại. À, nếu mà cái vector đen này chạy nhanh hơn vector xanh, có nghĩa là cái máy phát 1 nó quay nhanh hơn máy phát 2 thì mình sẽ có thứ tự ngược lại. À, thứ tự nó sẽ là 1 3 2. À, mình kiểm chứng lại trên này. Chứng lại. Giả sử cái máy 1 nó nhanh hơn máy 2, nó quay nhanh hơn máy 2. Thì có nghĩa là gì? Máy 1 quay nhanh hơn có nghĩa là vector đen này nó sẽ chạy nhanh hơn. Tưởng tượng vector đen nó chạy nhanh hơn ha. Thì lúc này vector đen mà chạy nhanh hơn á thì cái nào nó sẽ tắt trước à. Thì mình sẽ thấy là gì? Cái vector đen mà chạy nhanh thì cái thằng UA1 nó sẽ tới UC1 trước đúng không? À, đen mà chạy nhanh hơn xanh. Rồi, cái thằng UC1 này nó sẽ chạy tới UA2. Cái đen nhanh hơn cái xanh nha. Nè, cái thằng UB2 à, UB1 này nó tới lại UB2 thì nó chạy theo chiều này. Cả vì cái 1 nó nhanh hơn cái đen. À, cái đen nó nhanh hơn cái xanh ha. À, thì mình thấy cái thằng 2 nó phải chạy cái chu kỳ như này. Nè. Rồi thì mình thấy là gì? Cái đèn 1 nó sẽ tắt trước, thứ tự là gì? 1. À. Rồi tới cái đèn 3 là cái này. đèn ba là cái đèn này ha, ba này thì nó chạy cái chu kỳ này chỉ có hơn nửa vào một tí thôi thì 1 tới 3 rồi sau đó nó mới tới cái hai là nó chạy tới gần hết một vòng luôn ha. Hồi nãy thì cái xanh nó nhanh hơn cái đen thì mình thấy cái hai nó tới trước, nhưng mà bây giờ cái đen nó xanh hơn, nhanh hơn cái xanh nên cái đường chạy của cái vector đen nó phải theo cái chiều này ha. Rồi thì mình sẽ thấy là 1 3. Đó là cái thứ tự đèn tắt từ chớp tắt rồi nó sáng lại á, thì thứ tự đèn quay gọi là quay. Thực ra là cái thứ tự chớp của đèn thì mình thấy là thứ tự là 1 3 2. Rồi, đó là cái nguyên lý người ta đấu cái đèn mà người ta xác định được là cái máy nào nó đang quay nhanh hơn máy nào thì nhờ vào cái thứ tự đèn nó chớp sáng chớp tắt ha. Đèn chớp tắt thứ tự 1, 2, 3 có nghĩa là máy 2 nó sẽ quay nhanh hơn máy 1. Còn thứ tự là 1, 3, 2
thì máy 2 nó chậm hơn máy 1. À, được không? Chỗ này thì nãy giờ thầy giải thích vậy em có hiểu không? Đó là cái cách người ta đóng đèn ha, để người ta biết được cái thứ tự và cái máy phát đó, cái nào chạy nhanh hơn, cái nào chạy chậm hơn. Rồi, thì mình sẽ chỉnh làm sao cho tốc độ hai máy bằng nhau. Hai máy này tốc độ nó quay bằng nhau thì lúc này các cái đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt, à, nhúng gọi là nó sáng hoặc tắt đèn một cách cố định, à, nó không có thay đổi nữa. Thì khi mà mình hai cái máy này mà nó tốc độ bằng nhau và nó cùng pha nhau á, nó trùng pha nhau á, thì mình sẽ thấy là gì? Cái đèn số 2 nó sẽ đèn số 2 nó sẽ tắt, tại vì hai máy trùng pha nhau là B1 với trùng B2 này. Thì cái đèn 2 này tắt. Còn hai pha còn lại nó không có trùng nhau, tại vì pha A mình đang nối với pha C. Nó trùng nhau là A nó trùng với A thôi. À, còn đèn 1 nó đấu giữa A với C thì lúc đó cái đèn 1 nó sẽ sáng. Cái đèn 3 của mày, đèn 3 nó đấu giữa C1 với A2 thì nó cũng sẽ sáng. Thì lúc mà hai máy cùng pha nhau thì đèn 2 nó sẽ tắt, đèn 1 và 3 nó sẽ sáng. Được không? Tại vì 1 pha là nối giữa hai pha khác nhau. Còn pha 2 là nó cùng pha. Nên khi nào hai máy mà trùng pha nhau thì pha số 2 nó sẽ tắt cái đèn thì mình sẽ canh à, cái thời điểm mà cái đèn thì nó chớp, khi mà hai máy tần số nó khác nhau thì đèn nó sẽ chớp sáng chớp tắt theo cái tuần tự à, thì mình sẽ canh điều chỉnh cái tốc độ cho nó phù hợp, rồi sau đó mình canh cái thời điểm hai cái đèn đèn 2 nó tắt, đèn 1 đèn 3 nó sáng, thì lúc đó mình sẽ đóng cái cầu dao ở chỗ này mình em sửa nha. Đèn 2 tắt chứ không phải đèn 1 tắt nha, thầy nhỏ nhầm, bị nhầm. Cái này là đèn 2 tắt. Canh thời điểm đèn 2 tắt, đèn 1 và 3 sáng. Thì lúc này là hai máy nó cùng pha nhau. À, lúc đó mình có thể đóng cái cầu dao để cho máy 2 nó đóng điện nó làm việc nó đồng bộ với máy 1. Thì đó là cái cách hòa đồng bộ gọi là theo cái kiểu ánh sáng đèn quay. Đèn quay thực ra là nó là cái đèn nó chớp theo cái chu kỳ 1 2 3 2 1 1 2 3 hoặc là 1 3 2. Đèn quay ra là cái đèn nó sáng theo thứ tự đó. Cái kiểu thứ ba là kiểu hòa đồng bộ kiểu điện từ. Thì hòa đồng bộ kiểu điện từ là cái kiểu nó sử dụng một cái đồng hồ đa. Cái đồng hồ này gọi là cái cycloscope này, cycloscope là cái đồng hồ đồng bộ. Thì cái đồng hồ này nó sẽ nối giữa hai dây pha của máy 1 ở trên này, pha A pha B này. Đầu trên của đồng hồ nối pha A pha B với 1. Đó là ở đây exit à, đầu dưới incon, đầu vào là máy 2. 1 2 pha A B của máy 2. Thì nó tổng cộng nó có 4 dây nối từ trên xuống dưới, hai dây ở trên, hai dây dưới. Thì khi nào mà cái đồng hồ này cái tốc độ khi có sự lệch pha thì cái đồng hồ này kim nó sẽ quay. Khi tần số hai máy khác nhau thì cái kim đồng hồ này sẽ quay, nó giống như cái ánh sáng điện quay thì nó quay ánh sáng đèn nó chớp sáng chớp tắt, còn cái này là nó cái kim này nó sẽ quay nha, nó quay theo chiều kim đồng hồ, nó quay ngược chiều kim đồng hồ tùy vào cái độ tốc độ hai máy. À, nếu mà máy một à, máy 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 hai mà tần số nó thấp hơn máy một thì nó quay ngược chiều kim đồng hồ, còn máy hai mà cùng nhanh hơn tần số máy một thì nó quay theo chiều kim đồng hồ. Thì cái chiều kim quay này quay ngược hay quay xuôi nó sẽ thể hiện cái chênh lệch tần số giữa hai máy, rồi tốc độ quay của cái kim mà quay càng nhanh thì hai máy chênh lệch tốc độ càng nhiều, kim mà quay chậm thì hai máy gần bằng tần số với nhau. Rồi thì khi nào mà cái kim nó chỉ thẳng hướng trên thẳng theo hướng như này à, thì lúc này là hai máy nó cùng pha nhau. Đây đây là cái đồng hồ á, hình ảnh cái đồng hồ này. Hai máy nó chênh lệch tốc độ nhau ha. Slow có nghĩa là cái máy 2 mình phát ra nó chậm hơn máy 1. Fast là máy 2 đang quay tần số cao hơn máy 1. Nó có cái kiểu kim hoặc là nó kiểu đèn đèn led. Đèn led thì nó sẽ chạy cái chấm, cái đèn nó sẽ chuyển màu, nó chạy theo cái vòng này. Đèn nào mà sáng lên là nó xoay 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 theo chiều vòng. Thì đây là cái kiểu gọi là hòa đồng bộ theo kiểu điện từ, nó sẽ dùng cái đồng hồ cycloscope hòa đồng bộ.
Này, ở trong cái cấu tạo cái mô thì thực ra nó là có các cái cuộn cái nó giống như một cái motor, cái động cơ, cái stator thì nó đấu với cái máy một, cái phần rotor nó đấu với máy hai. Thì này cái mô phần mô tả cái mô hình của cái đồng hồ hoạt động bộ này. Thì cái này nó đơn giản là chỉ cần nhìn cái đồng hồ để mình hòa thôi. Khi nào cái kim mà nó quay chậm lại ha, và nó đứng vào cái vị trí chính giữa này, ngay vị trí này là nó đồng bộ, hai cái máy phát đồng bộ nhau thì cắm liền để chỉnh cho tốc độ hai cái kim nó quay chậm chậm lại, thì khi nó về đúng vị trí giữa này là cắm liền. Đây là cái chú giải đây, Cycloscope, đồng hồ đồng bộ hóa thiết bị ra biết mức độ hai hệ thống được đồng bộ hóa với nhau. Nếu mà F2 lớn hơn F1, máy 2 nó quay nhanh hơn máy 1 á, thì kim nó quay theo chu kỳ đồng hồ. Máy 2 mà chậm hơn máy 1, quay chậm hơn máy 1 á, F2 nhỏ hơn F1 thì quay ngược chu kỳ đồng hồ. Tần số lệch càng lớn thì kim quay càng nhanh. Mình cần cái đồng hồ nó về đúng cái điểm giữa thì đóng điện. Phải chỉnh cho tần số nó gần bằng nhau để cái tốc độ kim nó quay chậm, nó về đúng giữa thì mình đóng. Rồi, cái phương pháp thứ hai là phương pháp tự đồng bộ. Hồi nãy mình đang nói phương pháp hòa đồng bộ chính xác. Hòa chính xác thì nó có kiểu ánh sáng đèn tối, ánh sáng đèn quay, rồi kiểu dùng cái đồng hồ hòa đồng bộ, hay còn gọi là kiểu điện từ. Tiếp theo mình qua cái kiểu tiếp theo là tự đồng bộ. Tự đồng bộ này thì mình chỉ cần đơn giản là dùng cho các cái máy phát công suất nhỏ thôi mình. Cái phương pháp tự đồng bộ này chỉ dùng đối với máy công suất nhỏ. Còn những cái máy trong cái hệ thống điện lớn thì nó không thể hòa này. Thì cái máy một là cái máy đang vận hành ở lưới, máy một đang đấu cấp điện cho hiện tại. Bây giờ mình muốn đấu cái máy hai này vào chung cho nó vận hành chung thì mình sẽ thực hiện ha. Thứ nhất là mình sẽ cái máy máy hai ban đầu mình chưa có kích từ cho nó lưới, ban đầu mình sẽ không kích từ cho máy phát hai nha em. Máy phát bình thường mình phải kích từ vô nó mới phát ra điện, còn cái máy hai này trước khi khi mình nối vô thì mình chưa có kích từ ha, mình sẽ đấu nó với một cái điện trở, phải đấu với điện trở nha, phải đấu với một cái điện trở, mình phải nối cái máy cái cuộn kích từ nối với một cái điện trở gọi là điện trở truyền từ. Rồi thì đầu tiên mình sẽ quay cái máy phát hai đến tốc độ đồng bộ, mình sẽ dùng một cái động cơ mình kéo máy phát hai á, cái động cơ để kéo máy phát điện á, kéo cho máy phát hai nó chạy bằng với tốc độ của cái máy phát một bằng đến tốc độ đồng bộ. Rồi sau đó mình đóng cái cầu giao, đóng cầu giao D2, cầu giao D2 đi. Thì khi đóng cầu giao D2, đóng cầu giao D2 này thì lúc này cái máy phát nó để nối vô lưới, nhưng mà máy phát hiện tại là chưa có kích từ, thì khi mình nối vào lưới á, thì nó không có phát ra điện, cái máy này nó sẽ không phát ra điện ha. Chưa có phát ra điện đâu, tại vì mình không có kích từ, nối nó vô lưới trước đã. Cái cuộn này mình sẽ nối với điện trở RT là điện trở truyền từ ha, để có cái dòng cảm ứng ở trong cái cuộn kích từ này thì nó sẽ được cái điện trở này triệt tiêu đi. Còn nếu mình không nối thì cái sức động cảm ứng lớn nó sẽ làm hư cái cuộn kích từ á, cuộn kích từ này không có ta nối mạch cho nó cái dòng cảm ứng ở trong cái cuộn này nó cái sức động lớn ở trong cuộn này nó sẽ làm hỏng cái cuộn kích từ, nên mình phải nối nó qua một cái điện trở kích từ ha, điện trở truyền từ RT. Rồi thì cái máy hai mình mới nối vô lưới, mình chưa kích từ thì nó chưa có phát điện nên nối vô thoải mái. Rồi sau khi nối vô thì mình mới đóng cái cầu giao kích từ, nối vô xong ha, nó đồng bộ vô cái lưới rồi mình mới kích từ mà. Thì lúc này kích từ vô thì lúc này cái máy nó sẽ phát ra điện, thì lúc này nó sẽ cái dòng điện máy hai nó sẽ phát ra, nó tăng lên từ từ và nó hòa cùng với máy một, nó không có bị giống như là mình hòa đồng một ha, cái dòng kích từ nó sẽ tăng cái dòng máy phát ra từ từ lên vào lưới, nhưng mà chỉ phù hợp cho máy công suất nhỏ, máy công suất lớn thì không làm được. Chú ý chỗ này có cái chú ý ha, tuyệt đối không cấp nguồn vào không cấp nguồn vào mạch khi kích từ hở. Kích từ hở là chỗ này này, mình không có đóng kích từ mà mình cũng không có nối vô điện trở truyền từ thì chỗ này nó hở mạch ra. Hở mạch thì cái sức điện động trong cái cuộn kích từ nó sẽ phá hư cái cách điện của cuộn dây. Cái này là phải lưu ý khi mình
vận hành cái máy phát bằng phương pháp tự đọc bộ. Thì đó là cái phương pháp gọi là tự đọc bộ. À, các bạn nào thắc mắc gì về các cái phương pháp này không? Nếu ai thắc mắc về cái phương pháp các cái phương pháp đọc bộ này thì cứ bấm giơ tay lên. Không ai thắc mắc gì hết hả? Thấy là khó dạp tiếp ha. Nếu không thắc mắc gì hết thì thứ nhất để thầy chờ tí thời điểm danh cái rồi xíu cái nội dung hòa đồng bộ thì ở đây là hết rồi, chờ thầy điểm danh cái rồi. Các bạn mà đặt cho đúng tên nha, coi có ai đặt tên vào bài không. À, rồi thì hầu hết là có tên rồi. Chờ thầy điểm danh xong rồi. À, thì ơi cho em hỏi tiếp là có hỏi gì, có câu hỏi gì hỏi đi. hồi nãy là cho thầy nói là cái đóng đề hai thì nấu vào lưới trước ấy, là theo em sao học không đóng đóng đề hai mà là không kích từ luôn mà phải đóng đề ba kích từ thầy. Từ từ, cái chỗ nào tự đồng bộ đúng không? Cái chỗ phương pháp tự đồng bộ hay phương pháp nào vậy? Từ đồng bộ đó thôi. Rồi, ý em là sao? Bây giờ mình không đóng cái gì trước. Em là sao mình không đóng, mình đóng đi hai là mình chưa chưa được kích từ mà sao đóng đi ba mới được kích từ thầy. Nè, cái D3 này là cái chỗ nguồn này. Cái D3 này là cái dấu cộng trừ, đây là cái nguồn điện một chiều nha. Được. Thực cái cầu giao D3 này là cầu giao đảo. Nó đảo, ban đầu là cái cầu giao D3 nó sẽ đóng về phía cái RT. Em thấy cái hai cái thanh của D3 nó sẽ đóng lên phía RT. Bình thường thì cái cuộn kích từ này nó sẽ được nối với cái RT. Cái D3 là cầu giao đảo nha, nó sẽ đảo. Khi nào mình muốn phát máy phát ra điện thì mình sẽ đóng cái cầu giao D3 từ cái phía RT này, đóng qua phía cái dấu cộng trừ này là qua cái phía cái nguồn kích từ. Thì lúc này nó có dòng kích từ chạy vô trong cái cuộn kích từ này. Thì khi có dòng kích từ vô thì máy nó mới phát điện ra được nha. Còn lúc mình đang đóng vô cái RT á thì cái máy phát lúc này nó không phát ra điện. Nó quay nhưng nó không phát ra điện, tại vì nó cái cuộn dây kích từ nó không có, nó lại đang là cái cuộn dây thôi, nó chưa có thành cái 500 điện. Muốn nó phát được điện thì mình phải đóng đóng vào nguồn kích từ ha. Ban đầu mình đóng nó vô điện trở, mục đích là làm gì? Cái điện trở này nó gọi là điện trở kiệt từ, để khi cái máy nó quay ở trong cái cuộn stator thì nó đang có dòng điện rồi, tại vì đóng lên lưới thì cuộn stator nó có dòng điện. Khi cuộn stator có dòng điện thì cái từ trường quay trong cái cuộn stator nó quét qua cái cuộn dây quấn kích từ, thì lúc này cái cuộn dây quấn kích từ nó sẽ bị gọi là nó bị cảm ứng xung động lên trên cái cuộn kích từ, mà nếu mình không có nối với cái điện trở thì cái xung động ở trên cuộn dây này nó sẽ làm hư cái cách điện, tại vì giống như có cái nguồn điện nhưng mà nó không có cái đường dẫn nó đi thì nó tăng cái xung động lên đó rất cao, phá hủy cái cách điện cuộn dây, thì người ta mới nối nó vô cái điện trở RT kích từ. Cái cầu giao 3 là ban đầu nó sẽ đóng vào cái RT để cái dòng cảm ứng ở trên cái cuộn kích từ này nó được triệt tiêu qua cái điện trở RT. Khi nào mà mình hòa đồng bộ mình muốn phát điện lên đó, thì lúc đó mình sẽ đóng cái cầu giao qua phía kích từ để dòng kích từ nó đưa vô cuộn dây nó phát ra điện. Bạn em có thắc mắc gì chỗ này nữa không? Dạ không ạ. Đó đó là cái lý do mà mình phải có
cái điện trở RT để nó điện trở RT mục đích là để nó chuyển từ à. Còn cái cầu giao D3 là chỉ chức năng nó đảo thôi, nó đối từ cái RT nó lật nó đảo xuống chỉnh qua phía trên bên cái các bạn nào thắc mắc gì nữa không em? Có anh nào bạn nào cần hỏi gì thì cứ hỏi em. À, nếu mà mấy em không thắc mắc gì nữa thì tới đây thôi, thì bữa sau mình tiếp à, thì cứ à, mấy em lưu ý cái buổi buổi sau ngày thứ hai tiết cuối thì mình, đúng giờ mình cũng vào cái room zoom cái bát vẫn như cũ như room này nha, thì đăng ký sẵn rồi mình cứ vào đúng cái room này đúng giờ nha, thứ tư Dạ tuần rồi, sau rồi. hai tiết cuối rồi à, lớp mình có thể nghỉ à. Bạn nào nếu có thắc mắc gì thì hỏi, còn không thì mình có thể nghỉ, có thể out room ra được. Bye Dạ. Rồi, chào cả lớp. bye. Bạn nào có hỏi gì thì ở lại hỏi, còn không thì có thể out. Chào cả lớp. Anh gì? Đừng nghỉ. Hẹn thầy hôm khác nhé. Ừ.